Lúc em đánh rơi cái mồi lửa xuống nước là em trông thấy một con gấu. Con gấu à? Em sợ quá, nhắm chặt mắt lại. Lúc mở ra thì chả thấy gì cả. Lạ quá. Thế thì có khi mày hoa mắt đấy. Mà có gì thì bây giờ cũng yên tâm. Lúc Phật sợ lửa lắm. Nó mà đến đây là cứ hắt hết đống lửa vào mặt nó là nó phải cong đuôi chạy mất. Thế ném hết đống lửa mà nó cứ quay lại thì sao? Cô mà dám, than đỏ hắt tung vào mặt nó, đồng cháy khét là nó sợ lắm. Cắm cổ chạy mấy ngày cũng dám ngoảnh lại mà. Mới lại ta cứ phòng trước thế thôi. Giống vật là phải sợ người, dù người bé như ta nó cũng phải sợ. Nhưng ta không ở bản, lại tóc dài, đen đúa, rách rưới như thế này, nhỡ giống vật không nhận ra là người thì sao? Lò vớ lò vẩn, đúng là đàn bà con gái. Ta không phải là người thì sao ta biết đốt lửa? Các con vật thì không biết đốt lửa, trông thấy lửa lại sợ. Chúng đến đây ta cứ cầm lửa giơ lên là chúng phải nhận ra ta là người. Giờ đây, lò Văn Tròn càng không quên được ánh lửa trong rừng sâu ngày nào. Ngọn lửa của niềm tin, của lòng trung thủy, của tình yêu đối với cách mạng. Ngọn lửa sinh tồn đó đã dẫn đường cho hai anh em đến cuộc sống ngày hôm nay.